Đây là tác dụng của cái ke khi ốp hoặc lát cái gạch, và nó có tác dụng là làm phẳng cái bề mặt của hai bên gạch ốp gần kề nhau như thế này. Bí kíp ra tường siêu nhanh của bác thợ xây này đây. Ra như vậy đã đạt tiến độ chưa? Nói thật với các bác, cái thầu mà có khoảng tầm 5 ông như thế này trong tổ thôi này là auto là nhiều tiền luôn này. Mà còn lại là không phải suy nghĩ nữa này. Không biết cái bác tài này lái xe kiểu gì mà bây giờ mình mắc kẹt được đúng như cái thế này mới lạ chứ. Cùng may mà ông bà ông gắn cái còng lưng này mới dừng lại đó chứ không thì cũng xong đấy. Barrier với chúng tôi à. Đường đang đẹp, đang yên, đang lành, tự nhiên là hạ cái barrier này xuống là cái gì không biết. Đây là khâu vẽ hoàn thiện chiếc chum bằng thủ công để có thể là chuẩn bị đưa chiếc chum này ra ngoài thị trường. Và những cái hoa văn họa tiết trên chiếc chum này thì là được vẽ hoàn toàn là bằng tay nhá, bằng thủ công cả đấy. Bình thường ra chợ ấy thì gặp cái chum này thì hoa văn họa tiết của nó là nhìn là rất là khó, nhìn là không biết cách nào người ta có thể là vẽ ra lên được đấy như thế này. Nhưng mà bây giờ là nhìn cái quy trình vẽ của chị này thì mới biết là nó rất là đơn giản, chỉ cần 30 giây là đã xong một chiếc chum rồi. Tốc độ lên hồ ra tường của cái anh thử xây này như vậy là đã ok chưa các bác? Cái này được gọi là đúng là làm hết phần người khác này. Cái anh bên cạnh thì ra thì có một mảng mà anh này là xa là hết cả cái bờ tường này rồi. Anh làm như vậy thì ai dám làm cùng anh lên được chứ. Cái máy múc này nó rất thông minh, nó cho hẳn cái gạo đục vào trong giữa cái ngôi nhà mà đục ấy. Thì cái ngôi nhà sập rất là nhanh, nhưng đồng thời cũng là mất luôn cả cái búa đập trong đấy luôn. Dán băng dính như thế này để sau mình bôi keo nó sẽ không bị lem ra bên ngoài và sẽ tăng lên cái độ thẩm mỹ của cái công trình. Và phải dán cả hai mặt nữa, dán cả hai mặt như thế này để sau bôi keo như thế này nó sẽ không bị lem lên cả hai mặt. Và cuối cùng là sẽ bóc cái lớp keo này đi, và đây là cái kết quả của công trình này. Đây là hình ảnh một cái anh công nhân đang thay dầm cho một cái đường ray tàu hỏa, và anh ấy đang cố gắng di chuyển cái khối bê tông, còn nhìn nó còn to hơn cái người của anh ấy nữa. Quả thật là kiếm cái đồng tiền không phải là đơn giản các bạn ạ.